Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Thông cáo báo chí. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Qua công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kết quả điều tra truy vết, xét nghiệm trong ngày của ngành y tế thành phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có 59 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 14 trường hợp phát hiện trong khu Cách Ly. Một trường hợp phát hiện Cách Ly tại nhà. 24 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 15 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Kết quả truy vết, 86 F1, 73 trường hợp điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong. Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 năm 2021 đến ngày 13 tháng 9 năm 2021 như sau. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ gồm

Số 132 39, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi. Số 52, 67, đường số 1, khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi. Số 35 4, hẻm 66, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa. Số 5 34A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa. Số 24, đường 27, khu vực 4, phường An Khánh. Số 86F5, khu vực 6, phường An Bình. Ký túc xá A, trường Đại học Cần Thơ, phường Xuân Khánh. 2 các địa điểm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ gồm: số 34/3A, 77/2, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, khu vực Thành Lợi, Thành Hòa, Thành Hưng, Thành Thới, phường Phú Thứ, số 407D, khu vực Thành Phú, phường Phú Thứ. 3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm: số 142/3/7, tổ 7, khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, số 62A, tổ 3, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền. 4 các địa điểm thuộc quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ gồm khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhất, quận Thốt Nốt. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.